Các bài đọc lời Chúa. Ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên, năm 2, năm Chẵn. Trích sách tiên tri Hô-rê. Hô-rê chương 11 câu 1b, câu 3, câu 4, câu 8c và câu 9. Đây Thiên Chúa phán, lúc Israel còn niên thiếu, ta đã yêu thương nó, và ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Ta đã dưỡng nuôi Ê-phrem, ta đã bồng chúng trên cánh tay ta, mà chúng không biết ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi, ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ. Ta đã ấp yêu chúng vào má, ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim ta thổn thức trong ta và ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của ta. Ta sẽ không hủy diệt Ê-phrem, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi, ta không thích tiêu diệt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 79. Lạy Chúa xin tỏ nhan, thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy Chúa xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy đấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các vệ binh thần, xin hiện ra trong sang lang. Xin tỉnh thức quyền năng của Chúa. Lạy Chúa xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy Chúa thiên binh xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ ngành nho mà tay Ngài đã củng cố cho mình. Lạy Chúa xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thánh Vịnh 94 câu 8AB. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 10 câu 7 tới câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến, hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: Bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và rũ bụi chân các con lại. Thật thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorrah sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.